Sao U23 Việt Nam chật vật tranh suất ở V-League? Đúng như dự đoán, khi về câu lạc bộ, các cầu thủ U23 Việt Nam rất khó có cơ hội được đá chính tại V-League. Theo thống kê, tại vòng năm nay Group V-League 2022, chỉ có 4 gương mặt U23 vừa tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 được ra sân ngay từ đầu, còn lại một số cầu thủ khác được xếp đá dự bị. Ở Viettel, Thanh Bình luôn chắc suất đá chính ngay cả khi đội bóng này có đầy đủ lực lượng. Thực tế cho thấy, trung vệ sinh năm 2000 không chỉ là trụ cột ở câu lạc bộ, mà còn ở đội U23 và thậm chí là đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trường hợp như Thanh Bình rất hiếm ở V-League. Các cầu thủ lứa U23 chủ yếu đóng vai trò dự bị hoặc có thể được cho các đội bóng ở giải hạng nhất mượn. Ở vòng 5 V-League, ngoài Thanh Bình đá chính, còn có Trần Văn Công của Hà Tĩnh cũng được ra sân từ đầu. Ngoài ra, một gương mặt U23 khác đá chính là Duy Cương của SHB Đà Nẵng trong trận tiếp đón Hà Nội, Lý Công Hoàng Anh, Bình Định trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai. Đáng chú ý, câu lạc bộ Hà Nội có 6 cầu thủ U23 Việt Nam nhưng không ai được đá chính ở trận gặp SHB Đà Nẵng mới đây. Các cầu thủ U23 Việt Nam ra sân từ băng ghế dự bị ở vòng 5 V-League có Thanh Nhân, Đình Lâm, Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Dụng Quang Nho, Hải Long, Văn Tùng. Như vậy, hầu hết các cầu thủ U23 được đá chính đều đã khẳng định năng lực từ trước SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Còn những ngôi sao như Nhâm Mạnh Dũng, Văn Tùng, Hải Long dù ghi dấu ấn ở hai giải đấu trên nhưng vẫn phải ngồi dự bị. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!